Ôi, chúng nghe 35 gram. Là bằng nó nhỏ đấy à? Ừ. Ừ. Có một lát lát không? Có thêm một cái. Nhận lại ạ. Protein là chui khô bá con cá. Cá. Ừ, nước cá này. Cá đã thấy không? Đã một đĩa không? Đã không? Đã Wow. Wow. Đây là cá nào? Cá là đặc trưng luôn á. Làm mất ơi chứ mất. Nhỏ cho sò pa. Nhỏ cho cá pa. Bên ăn nhìn ngon quá, ngon bay ấy nó bay đi đâu
mấy chị cắt lắm á. Chị cắt lắm là tèm liếp á, mấy chồng. Ôi, nó vì bọn này làm mất bây giờ thôi thì tôi mau quá anh tôi nắng quá mình lắm thì nắng mau lại thì chỗ nó mình đòi hai cây chè vĩnh mau nước nên vậy đó dương mau thưởng mắt cùng cạnh rồi chưa hết ngon mà đòi cây rồi mày. Nếu bạn nơi này cũng đúng ba ta chọn gì hạt đen thì bạn nơi để hạt đủ nhưng sao mới lên liếu nữa nó lấy món tia trốn ngay nữa có phải sớm mà ngay ta xoay đi buồn hình lắm nè đài đi tia trốn. Tối đã về hết. Từ chùa sáng bắt đầu ớt. Về thấy tàu mình đi và tha tàu. Bắt tàu sao chó bằng. Cô. Cô nhanh sao này, không biết. Nọc kế mà, nọc kế luôn. Nó được 3 trang này ống không? Mặt thuốc á. 3 trang này đi mất. Nó có hút. Được 3 hút ra. Đúng không? Con ạ. Ngày tới nó nhưng mà việc xin mất đồ thì các bạn đây mới có được.